Sau sức nóng của đội tuyển Việt Nam tại loạt trận vòng loại World Cup 2026, tâm điểm của bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với các trận đấu quốc nội cuối tuần này. Cụ thể là loạt trận vòng loại Cúp Quốc gia 2023-2024. Trong số 9 cặp đấu sắp sửa diễn ra, màn đọ sức được xem là nổi bật nhất sẽ diễn ra giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19:15 ngày 25 tháng 11. Trước giờ bóng lăn, hãy cùng FPT bóng đá Việt đến với những thông tin về tình hình chuẩn bị của hai đội. Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay, Công an Hà Nội chạm mặt Hoàng Anh Gia Lai. Ở lần gặp nhau trước đó trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2023-2024, đội bóng ngành Công an đã đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 3-0 ngay trên sân Pleiku. Các bàn thắng của đại diện thủ đô được ghi do công của Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh và Rafael Saksis. Ngoại binh hiện đã chuyển sang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Sau chiến thắng ấy, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì phong độ cao với việc quật ngã Hà Nội FC 2-0 ở vòng đấu tiếp theo của V-League trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Days. Với những kết quả thuận lợi trên, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League với 7 điểm và tự tin chinh chiến ở các đấu trường trong nước khác, mà cụ thể là Cúp Quốc gia cuối tuần này. Trong khoảng thời gian bóng đá trong nước tạm nghỉ, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có sự biến động trên bàn ghế huấn luyện khi nhà cầm quân người Hàn Quốc Gong Okun trở thành thuyền trưởng mới của đội bóng để thay thế cho huấn luyện viên Trần Tiến Đại. Chia sẻ sau khi nhậm chức, cựu huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam nói: "Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ tiến bộ và giúp đội bóng đạt kết quả tốt trong thời gian tới. Tôi muốn câu lạc bộ Công an Hà Nội phát triển không chỉ ở Việt Nam mà hướng đến đấu trường châu lục. Tôi muốn toàn châu Á sẽ biết tới đội bóng này. Tôi từng dẫn dắt U23 Việt Nam và giờ là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ tốt nhất từ ban lãnh đạo để đưa đội bóng tiến lên." Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết thêm rằng nhiệm vụ dẫn dắt một đội bóng đang là nhà đương kim vô địch V-League sẽ không hề đơn giản. Và mục tiêu của ông tại câu lạc bộ Công an Hà Nội là mang về thêm những thành tích cho đội bóng này thời gian tới. Triết lý của huấn luyện viên Gong Okun là xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, bởi bóng đá không phải là môn thể thao một người. Thay vì tập trung vào một vị trí cụ thể, nhà cầm quân xứ Kim Chi hướng tới việc tìm kiếm những nhân tố có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau. Trước khi huấn luyện viên Gong Okun về nắm quyền, lối chơi của Công an Hà Nội đã dần trở nên rõ ràng hơn thời gian gần đây. Các cầu thủ cũng phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn hơn. Do đó, sự góp mặt trên băng ghế huấn luyện của chiến lược gia 49 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng ngành Công an như hổ thêm cánh trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải năm nay. Về mặt lực lượng, câu lạc bộ Công an Hà Nội dù có đến 6 cầu thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2026 là Giáp Tuấn Dương, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Văn Cường, Lê Phạm Thành Long và Hoàng Văn Toàn. Tuy nhiên, đội bóng này cũng không phải quá lo lắng khi phần lớn các cái tên trên đều không phải thi đấu trọn vẹn 180 phút trước Philippines và Iraq. Bên cạnh đó, trận đấu mở màn Cúp Quốc gia mùa này của Công an Hà Nội được diễn ra trên sân Hàng Đẫy nên các cầu thủ sẽ không phải tốn nhiều thời gian di chuyển. Bên cạnh đó, quãng nghỉ vừa qua cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để những ngoại binh của Công an Hà Nội tìm được tiếng nói chung. Bogba, Jefferson, Junior và Giovane đã từng bước cho thấy sự ăn dơ khi chơi cùng nhau. Điều đó được thể hiện trong trận đấu với Hà Nội FC và việc họ có thêm thời gian để hiểu nhau sẽ càng giúp hàng tấn công của Công an Hà Nội thêm nguy hiểm hơn trong thời gian tới. Với lực lượng hiện tại, nhiều khả năng huấn luyện viên Gong Okun sẽ bố trí đội hình xuất phát trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai sắp tới như sau. Đứng trong khung gỗ đương nhiên là Philip Nguyễn. Thủ thành Việt Kiều vẫn đang thể hiện phong độ ổn định kể từ đầu mùa giải đến nay. Với xu hướng yêu thích sơ đồ 4-3-3, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ sử dụng 4 hậu vệ là Việt Anh, Tấn Tài, Tuấn Dương và Văn Toàn. Ở phía trên, Văn Luân sẽ đóng vai trò như một tiền vệ trụ để hỗ trợ cho Văn Thanh và Thành Long thiên về tấn công. Trên hàng công, bộ ba người Brazil Jefferson, Junior, Giovane sẽ là sự lựa chọn khả dĩ nhất. Với đội hình này, Công an Hà Nội hoàn toàn được đánh giá cao hơn so với Hoàng Anh Gia Lai và có thể dồn ép đối thủ phố núi ngay từ những phút đầu trận. Đó là chưa kể, đội bóng ngành Công an vẫn chưa có sự phục vụ của hai ngôi sao là Quang Hải và Văn Hậu do chấn thương. Khác với một đội bóng ngành Công an đang hừng hực khí thế, đại diện phố núi có bước chuẩn bị âm thầm hơn trước ngày khai màn Cúp Quốc gia. Dẫu vậy, họ cũng đón nhận không ít những tín hiệu tích cực. Trong quá thời gian nghỉ của các giải đấu quốc nội, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có những sự hậu thuẫn của nhà tài trợ mới. Trong buổi tập mới đây trước thềm trận mở màn Cúp Quốc gia mùa này, toàn bộ thành viên của đội bóng phố núi đã nhận được số tiền động viên lên đến 500 triệu đồng. Đó sẽ là liều doping tinh thần cần thiết để thầy trò huấn luyện viên Kiati Sắc tự tin hướng tới cuộc lục độ đối thủ mạnh tại Hàng Đẫy. Bên cạnh đó, đội bóng của Bầu Đức cũng đã được VFF chấp thuận chuyển sang tên đội mới gắn với nhà tài trợ để có thể yên tâm thi đấu trong mùa giải tới mà không cần lo lắng về vấn đề tài chính. Cụ thể, tên mới của đại diện phố núi sẽ là LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Nói về khát khao ở đấu trường Cúp Quốc gia lúc này, Hoàng Anh Gia Lai không kém bất cứ đội bóng nào, thậm chí phải nói là vô cùng mong ngóng lên đỉnh tại giải đấu. Trong suốt lịch sử đội bóng, Hoàng Anh Gia Lai đã giành được hai chức vô địch V-League vào các năm 2003 và 2004.
nhưng chưa một lần đăng quang ở cúp quốc gia. Năm 2010, tập thể dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak đã tiến rất gần đến chức vô địch cúp quốc gia, nhưng cuối cùng lại thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết. Khát khao là vậy, nhưng may mắn lại không mỉm cười với đoàn quân của Zico Thái. Ngay từ vòng loại mùa này, họ đã phải đối đầu với nhà đương kim vô địch V-League là Công an Hà Nội. Đội bóng vừa có tiềm lực tài chính mạnh, vừa có dàn cầu thủ chất lượng nhất nhì trong nước lúc này. Trận thua 0-3 của Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà ở vòng 2 V-League mùa này đã cho thấy sự chênh lệch không nhỏ giữa hai đội. Tuy nhiên, màn đấu sắp tới giữa hai đội sẽ mang tính chất của một trận đấu nốc đao, nên cơ hội với đội bóng phố núi không phải là không có. Đặc biệt, khi đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak sẽ có màn ra mắt của ngoại binh John Clay, người chuyển đến từ chính câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sự có mặt của John Clay chắc chắn sẽ khiến sức tấn công của hàng tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai được tăng lên đáng kể. Và ngoại binh Zila sẽ có thêm người chia lửa thay vì phải loay hoay một mình như các trận trước. Hàng công được tăng cường nhưng điểm yếu nơi hàng thủ vẫn là bài toán nan giải với Hoàng Anh Gia Lai. Một mình trung vệ Jairo là quá ít để đội bóng phố núi có thể ngăn cản sức mạnh từ bộ ba Jefferson, Junior, Giovane bên phía Công an Hà Nội nếu những cầu thủ Brazil này đạt phong độ cao nhất. Bên cạnh đó, việc Tuấn Anh phải cày ải liên tục cho đội tuyển Việt Nam cũng sẽ là vấn đề khiến huấn luyện viên Kiatisak phải đau đầu tính toán. Thể lực không đảm bảo sẽ khiến Tuấn Anh khó có thể đóng góp một cách tốt nhất cho đội bóng phố núi ở màn đại chiến trên sân hàng đẫy. Ở trận đấu gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai phải chịu thất bại bạc nhược 1-3 trước Quy Nhơn Bình Định. Điểm sáng lớn nhất của họ ở trận đấu đó là tình huống nỗ lực kiến tạo của Tuấn Anh để mở ra cơ hội cho Châu Ngọc Quang ghi bàn. Với lực lượng hiện tại, có thể huấn luyện viên Kiatisak sẽ phải bố trí Tuấn Anh đá chính, sau đó rút cầu thủ sinh năm 1995 rời sân ở thời điểm thích hợp. Điều đó vừa không bào mòn thể lực của tiền vệ này, vừa giúp Hoàng Anh Gia Lai cân bằng được đội hình trong trận cầu được dự báo sẽ vô cùng khó khăn sắp tới. Bên cạnh Tuấn Anh, những gương mặt đá chính khác của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu tới khả năng cao sẽ gồm những cái tên sau. Trọng Công Gỗ sẽ là thủ môn Trần Trung Kiên, ba trung vệ sẽ là Jairo, Dũng Quang Nho và Lê Văn Sơn. Hai hành lang cánh sẽ tiếp tục cho những cầu thủ 10X là Trần Bảo Toàn và Nguyễn Thanh Nhân đảm nhiệm. Sát cánh cùng Tuấn Anh ở trung tuyến sẽ là Châu Ngọc Quang, trong khi ba cầu thủ tấn công sẽ là Martin Zila, John Clay và Đinh Thanh Bình. Trường hợp của Đinh Thanh Bình có thể sẽ được nhà cầm quân người Thái Lan cân nhắc thay thế bằng Nguyễn Quốc Việt. Cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2023-2024 sẽ diễn ra lúc 19:15 ngày 25 tháng 11 và được trực tiếp trọn vẹn trên các nền tảng của truyền hình FPT Play. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Quan điểm của mọi người về trận đấu này ra sao? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để cùng nhau trao đổi nhé. Đến đây thì video nhận định trước trận cầu đỉnh vòng loại Cúp Quốc gia mùa này giữa Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên FPT Bóng Đá Việt.